là cực kỳ quan trọng. Thật ra thì chị học mà chị không có nói cho lại đàng hoàng, mà khi mà mình hướng dẫn người ta mà không đúng ấy, thì cũng là phạm tội nha. Rồi vậy là đi về thôi em. 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3. Ngũ bội đan kinh. À, bạn này có chịu lòng, thấy gì nha. Bấm ba nhất là tỉnh queo. Thấy chưa? Bây giờ hết ghế. Bây giờ hết ghế. Xả miệng ra, hết vô. Giờ đi bỏ ghế rồi. Hết hơi vô con. Đều bỏ ghế rồi. Hết hơi vô, thở ra. Bộ tâm linh đó là khi mình bấm thì người bệnh nhân rất đau, nhưng mà sau đó là cái chân nó nhẹ như bông mấy vậy đó. Rồi chạy đi. Bà bước xuống mà đi. Rồi đi đi. Bà bước xuống. Bây giờ đừng có sợ nữa. Bà đi được rồi đó. Thì không có cần ghế nữa. Bà bước có anh ơi. Rồi anh lưng lên. Anh lưng lên. Đi thẳng lên. Rồi bà cứ bước đi. Rồi bước đi. Không té không. Rồi chỗ này không. Bà cứ bước đi đi. Bà nó đỡ nhưng mà hai chân bấm đau quá. Cười rồi, cười rồi. Bây giờ nghe sao rồi? Mà cô có mua cái bộ chia tay cái ghế không? Nhà đâu có đi được đâu, mua cái ghế thì đây đó, bữa đó đó, đi vậy mà té ra nè. Té nó sụp cái cẳng xuống, chợt chợt cái ghế nó xuống, té bắt đầu trời ơi, mà cái chân lên nặng, chân lên nhẹ. Đó. Rồi, bây giờ đi là nãy là thấy sao rồi? Thấy nó hết, nó bớt đau nhiều lắm. Bớt đau nhiều lắm rồi. Thôi, bây giờ bà lên kia mà ngồi, nó riêng ta làm việc nữa. Yeah. Rồi, ok, xin cảm ơn. Rồi, luôn đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.